Và đây là Polopilo. Polopilo thì đã có minh thì vê quebra o outro. Mas são braços de ferro, tá? Ah, quer ver? Agora vai. Aí, é quebrar no chifre, vai. Hello, mọi người, mình là Tú Có Nghỉ. Tú kìa, anh ơi, Tú đâu? Tú vào. Triệu hồi Tú có người yêu đâu, Tú đâu vào ngay. Anh em dẹp đường cho Tú vào. Bách có người yêu và Tú có người yêu. Solo với cả TikToker, có gì còn lên clip. Thằng này nó chọc nhanh quá, tay nó nhanh quá các bạn ạ. Má cẳng thế nhở. Chọc vậy không chết. Thằng này Tú biết rằng là Tú có người yêu là một người chơi khá nổi tiếng với công bài Valentino. Ngày hôm nay anh ta bị cấm đi Valentino nhưng ta đã chơi quy rất hay. Trận thi đấu vừa xong là một trận thi đấu mà chúng ta có thể thấy rằng là các bạn khán giả cũng có kỹ năng rất tốt. Đặc biệt là người chơi của bên phía đội tuyển của Đồng Nam, đội tuyển trái đất, đó là Tú có người yêu. Tôi thấy rằng là anh ta chưa để cho cái tốc biến của mình hồi được hiện xanh quá lâu. Anh ta sử dụng ngay lập tức bằng những tình huống mở giao tranh của mình. Và chính Tú có người yêu là MVP của trận thi đấu này với 14.0 điểm MVP. Một tình huống mà có lẽ Follow đã làm quá nhiều điều như tình huống bông nhung 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 nhung. Bỏ chạy với Follow đã muốn quá nhất ngạch. Phải nói là Follow võ công quá cao cường. Và đây là Follow Pilo. Follow Pilo ui, một cái tình huống múa phải nói là cực cao.